dc là đáy của hình bình hành ah vuông góc với dc độ dài ah là chiều cao của hình bình hành cắt phần hình tam giác adh rồi ghép như hình vẽ để được hình chữ nhật abih Diện tích hình bình hành ABCD bằng diện tích hình chữ nhật ABIH, diện tích hình chữ nhật ABIH là a nhân h, vậy diện tích hình bình hành ABCD là a nhân h. Diện tích hình bình hành bằng độ dài đáy nhân với chiều cao cùng một đơn vị đo. S bằng a nhân h, S là diện tích, a là độ dài đáy, h là chiều cao của hình bình hành.